Những ngày vừa qua, người dân Sài Gòn đang đồng lòng giúp nhau vượt qua khó khăn trong đợt dịch Covid-19 tái bùng phát. Để san sẻ khó khăn cho người nghèo, người neo đơn, nhiều tổ chức cá nhân đã đi phát quà, đồ ăn, khẩu trang nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh còn khó khăn vượt qua cơn đói lòng. Câu chuyện của cụ già bị hắt hủi khi xin 3kg gạo giữa mùa dịch Covid-19 đã khiến không ít người phải rơi nước mắt. Trong đoạn clip, một bà cụ nghẹn ngào cho biết cảm thấy mắc cỡ khi đến nhận gạo từ thiện nhưng lại bị xua đuổi. Sau đó, khi đạp xe về, bà cụ có nhận được sự giúp đỡ từ hai bạn trẻ vô tình gặp trên đường. Cụ bà đã lớn tuổi, lam lũ dắt xe đạp đi nhận quà từ thiện. Dù chỉ là mấy hộp mì tôm nhưng cụ bà vui vẻ nhận rồi cảm ơn rối rít. Ôi mừng quá trời con ơi, nãy xin 3kg gạo mà họ làm bà mắc cỡ quá, ở chỗ ngã ba trên đó. Nó nói ôi trời ơi, kèm theo đó là động tác xua tay, khó chịu ý muốn đuổi đi. Thấy bà cụ đã lớn tuổi lại khó khăn nên các bạn trong nhóm từ thiện đã gửi biếu bà thêm 200.000 đồng. Tuy nhiên, bà chỉ nhận 100.000 đồng, gửi lại 100.000 đồng và nói, thôi bà chỉ lấy 100 thôi. Tuy nhiên, bạn nam đã biếu bà 200.000 vì thấy bà tội nghiệp, nhận tấm lòng tốt của các bạn. Bà cụ không quên cảm ơn và kể về hoàn cảnh của mình. Có tiền mua gạo với mai đi chích té con ạ. Ngoại lấn té ngoại lời chỗ này mà không có tiền đi chích. Đi làm mướn, có ai nuôi đâu. Bốn bà con gái năm trai mà có ai nuôi đâu. Khổ lắm, cảm ơn con nghe. Bên cạnh đó, nhiều người cũng bày tỏ sự xót xa khi cụ bà tiết lộ có tới 4 con gái, 5 con trai mà không ai nuôi. Từng tuổi này, đáng lý bà phải được nghỉ ngơi để an hưởng bên con bên cháu, chứ sao phải đi làm mướn, đi xin gạo từ thiện, tại sao những người con của bà lại không thể lo cho bà, để bà phải tuổi già sức yếu mà vẫn vất vả mần việc. Tại sao đã mang tiếng phát gạo từ thiện mà vẫn phủi tay đuổi bà đi? Câu chuyện của cụ bà đã khiến không ít người xúc động. Giữa mùa dịch khốn khó, cụ bà không biết trông cậy vào ai đành phải nhờ quà từ thiện nhưng lại bị hắt hủi. Không ai có thể giẫm đạp lòng tự trọng của người khác, ngay cả lúc họ khó khăn nhất. Một tài khoản bình luận về câu chuyện trên, cha ông ta xưa nay vẫn có câu một miếng khi đói bằng một gói khi no. Thời điểm chúng ta đủ ăn đủ mặc, thậm chí dư giả sống xa xỉ thì một vóc gạo cũng chỉ là một vóc gạo mà thôi. Ấy nhưng trong lúc tình hình dịch bệnh căng thẳng thế này, nhiều người thất nghiệp, nhiều người đói khổ thì một vóc gạo có khi chính là nguồn động lực để những người có hoàn cảnh khó khăn cố gắng vượt qua. Và câu chuyện của cho không bằng cách cho chưa bao giờ là nóng đến thế. Trong những ngày khó khăn vì dịch bệnh thì càng trân quý tấm lòng của các mạnh thường quân hỗ trợ. Đối với nhiều bà con, họ rất nâng niu các món quà cứu trợ ấy bởi đây là công sức, tấm lòng mà nhiều người dành cho mình. Mới đây, hình ảnh người đàn ông vừa nhận được 3kg gạo cứu trợ lại một lần nữa khiến mạng xã hội dậy sóng. Tác giả của hình ảnh đã chia sẻ, người đàn ông này xếp hàng mãi mới được phát 3kg gạo. Anh vừa quay đi thì bị chiếc túi ni lông rách mất, gạo rơi hết xuống vỉa hè. Anh ngồi thụp xuống, cúi mình cố nhặt lại từng hạt gạo dưới vỉa hè. Hình ảnh ấy khiến ai cũng cảm thấy xót xa. Ở thời điểm hiện tại, dù chỉ là một vóc gạo thôi nhưng cũng vô cùng quý giá, bởi nó có thể là một chút cơm thêm cho cả gia đình. Có lẽ vì thế mà người đàn ông này nâng niu đến vậy. Sau khi chia sẻ hình ảnh này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra vô cùng xót xa. Bên cạnh đó, không ít người bày tỏ sự ấm lòng về tinh thần đoàn kết của dân tộc giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Có những hình ảnh mà làm mình phải ngưng lại để xem. Thương quá, khổ lắm, nhìn mà chạnh lòng. Tội nghiệp quá à, rồi mọi chuyện sẽ mau qua thôi. Một hạt lúa vàng bằng 9 giọt mồ hôi. Huống gì đó không chỉ là tấm lòng mà còn là công sức mang đến cho bà con ở đây. Anh quý là quý vậy đó. Thật sự mình cảm thấy rất ấm lòng về tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cả nước. Năm 2020, hình ảnh một cụ bà ở Huế đã lớn tuổi ngồi xổm dưới đất, cẩn thận nhặt từng hạt gạo rơi khi đi nhận hàng cứu trợ từ các mạnh thường quân cũng gây xúc động mạnh trên mạng xã hội. Theo tài khoản tên TMU chia sẻ, tại điểm tình nguyện có một bà cụ đầu đội nón lá đang ngồi nhặt từng hạt gạo dưới đất đặt vào trong lòng bàn tay. Kế bên cụ lúc ấy chính là những món quà cứu trợ lũ lụt mà mình vừa nhận được. Theo phỏng đoán từ phía dân mạng, có thể khi đi nhận quà từ thiện, bà vô ý làm rơi một ít gạo ra ngoài. Vì trân trọng tấm lòng và công sức của các mạnh thường quân đã vượt hàng ngàn cây số đến đây giúp bà con, cụ cẩn thận nhặt lại tất cả. Được biết, hình ảnh này được ghi lại tại một xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Vậy đó, của một đồng nhưng công một nén. Không chỉ người đàn ông trên mà tất cả bà con vùng dịch đều trân quý những đồng bào cả nước đã giúp đỡ mình khi khó khăn và những nhà thiện nguyện thật sự, họ cho và chẳng nhớ đã cho gì. Dịch bùng lên trong những ngày các tỉnh thành gặp khó khăn nhất,
cũng là lúc những chuyến xe nghĩa tình chở theo tấm lòng của người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đến với người dân. Với tinh thần tương thân, tương ái và quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19, những tấm lòng nhân ái, thơm thảo luôn hướng đến người dân vùng dịch để không một ai bị bỏ lại phía sau. Rồi mai đây nắng
dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và công cuộc phòng chống dịch sẽ kéo dài. Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam đang được lan tỏa rộng khắp trong toàn xã hội, đem đến cho chúng ta thêm sức mạnh và niềm tin chiến thắng dịch bệnh. Tinh thần đoàn kết, thái độ chia sẻ và trách nhiệm với xã hội ấy đã giúp lực lượng phòng chống dịch thêm vững tâm, tin tưởng rằng mình không đơn độc trong công cuộc phòng chống đại dịch, sẽ nhân lên sức mạnh trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 đầy gian nan, thử thách.